kênh video Đức Quốc Trần gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đến với video mới của kênh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Đức Quốc Trần tôi đang di chuyển trên một cái tuyến đường rất là đẹp, và có thể nói rằng là hôm nay rất là vui là được đi lại tuyến đường này sau thời gian hơn 8 năm rồi mới có cơ hội có dịp đi lại tuyến đường này. Tuyến đường mà Đức Quốc Trần tôi đang gửi đến những hình ảnh cũng như thông tin đến quý vị và các bạn đó là con đường quốc lộ 1A, đường Thiên Lý Cái Quan. Đây là đường huyết mạch, đường xương sống của đất nước Việt Nam ta từ thời khai hoang lập ấp lẫn cho đến bây giờ, và nó được liên thông giữa ba miền Bắc Trung Nam, bắt đầu từ km số 0 của Lạng Sơn và kết thúc vào năm Cần Cà Mau. Ở những video trước, Đức Phật Trần tôi đã có dịp chia sẻ về những cái tuyến đường nối liền giữa ba miền Bắc Trung Nam rồi, và hôm nay đã có cơ hội đi lại tuyến đường này, nên muốn gửi đến toàn thể quý vị các bạn những hình ảnh cũng như những thông tin về tuyến đường, đoạn đường từ ở Hà Nội lên tới Lạng Sơn. Thưa với quý vị và các bạn, Đức Phật Trần tôi thường có chia sẻ rằng là ở Việt Nam ta có những cái từ mà khi nhắc về những cái từ ngữ đó, chúng ta nghe có một cái chút gì đó nó hoài cảm, nó thân thương, nó trìu mến và nó đậm đà cái vấn vương, những cái nỗi mang mát buồn đâu đó. Thí dụ như chúng ta đi về miền Nam, chúng ta nhớ những cái từ miệt, miệt vườn, miệt thứ, miệt u minh, vân vân. Và khi chúng ta đi miền Trung thì chúng ta nghe những cái từ như là xứ, như chúng ta đã từng đến với xứ Quảng, đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhắm đã say, quen nhau chỉ độ mấy ngày, mai sau nghĩa nặng tình dày bạn ơi. Đó là khu vực của xứ Quảng. Chúng ta ra khỏi với xứ Quảng, chúng ta đến với vùng xứ Nghệ. Đó là nơi mà có điệu hò ví dặm của vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn hôm nay Đức Phật Trần tôi đang có dịp đưa với toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta đi trên con đường Cái Quan, đường Thiên Lý Bắc Nam, và chúng ta sẽ đến với xứ Lạng. Như thế thì đến với xứ Lạng Sơn, nó có những cái điều thú vị, điều hấp dẫn và có những cái thông tin đặc biệt. Khi chúng ta nghe về Lạng Sơn thì chúng ta lại nhắc nghe đến với câu ca dao, câu dân gia, dân ca rất là quen thuộc, đó là Đồng Đăng có phố Kỳ Lùa, có nàng Tô Tỵ có chùa Tam Thanh. Hy vọng rằng với những cái video sau, những cái hình ảnh sau, Đức Phật Trần tôi sẽ đưa toàn thể quý vị và các bạn đến với những cái hình ảnh về Đồng Đăng, hình ảnh về nàng Tô Tỵ, hình ảnh về ải Nam Quan, ải Chi Lăng, vân vân. Kính thưa quý vị và các bạn, khi mà đi về tuyến đường này thì đây là cái tuyến đường từ Hà Nội đi đến với Lạng Sơn với chiều dài khoảng 150 cây số, nằm trọn trên đường quốc lộ 1A này. Đó là cái đường quốc lộ 1A. Về thông tin đó, thì khi quý vị và các bạn lấy thông tin sạch trên mạng vân thì người ta thông cung cấp đây là cái tuyến đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, nhưng mà thực chất thì nó không phải là tuyến đường cao tốc, nó chỉ là một cái tuyến đường quốc lộ như thế này thôi. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, đây là tuyến đường quốc lộ, và nó được mở rộng và sửa chữa khang trang so với trước đây, so với con đường Thiên Lý Bắc Nam, so với con đường mà chúng ta gọi là đường Cái Quan đi từ ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau. Nó nhỏ hẹp, với bề ngang khoảng chừng 4 mét, và đi bằng ngựa vân vân. Còn bây giờ thì được mở rộng khang trang, sửa chữa lại tốt hơn. Tuy nhiên thực chất mà để gọi đường cao tốc theo đúng nghĩa của tuyến đường cao tốc thì đúng là nó không phải là tuyến đường cao tốc, bởi vì chúng ta thấy rằng là ở đây thì đường nó cũng nhỏ hẹp, nó có 2 len và chỉ có không có giải phân cách ở giữa và dành cho tất cả những phương tiện được lưu thông, cho nên không thể gọi được tuyến đường cao tốc được. Và với tuyến đường từ Hà Nội đi đi Lạng Sơn thì người ta mở rộng và đưa vào hoạt động từ năm 2016, chính thức là năm 2016, đưa vào hoạt động khang trang như trên màn hình quý vị các bạn đang nhìn thấy.
Và nó điểm đầu của nó đó thì nó bắt đầu từ ở cái nút giao với quốc lộ 1A tại Pháp Vân đó, ở tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, và đi qua các phường, xã, thị trấn của Yên Sở, Trần Phú, cũng như là Lĩnh Nam, Thanh Trì, quận Hoàng Mai, của Cự Khối, Thạch Bàn, vân vân, ở khu vực của Long Biên, Hà Nội. Và cái điểm cuối của cái tuyến đường này dĩ nhiên đó là ở Lạng Sơn, và cái nơi mà nó kết thúc đó là tại Hữu Nghị Quan, hay người ta còn gọi là Ải Nam Quan, tức là ngày km số 0, và ở tại cái khu vực đó là thuộc địa phận của thị trấn Đồng Đăng, huyện Can Lộc, huyện Cao Lộc, huyện Cao Lộc của thành phố, phố tỉnh Lạng Sơn. Và tuyến đường này như Đức Phú Trần tôi vừa chia sẻ đó là được nâng cấp sửa chữa, đưa vào hoạt động từ năm 2016, tức là chính thức đó thì từ khu vực năm 2016 cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên cái tuyến đường mà đẹp đó thì phải kể từ ở Hà Nội đi Bắc Giang thì nó sẽ khang trang hơn, tức là khởi hành từ Hà Nội qua Bắc Ninh đến tỉnh Bắc Giang và cuối cùng là Lạng Sơn, thì cái đoạn từ Hà Nội đi Bắc Giang nó khang trang hơn. Được coi là như một cái tuyến đường cao tốc, nó dài khoảng 45 cây số và được đưa vào xây dựng từ năm 1998, hoàn thành sau 4 năm, tức là từ hoàn thành sau cái thời gian mà thi công đó, thì tới năm 2015 thì tuyến đường này đã được mở rộng cũng như sửa chữa khang trang hơn. Và trên tuyến đường này đó thì ở khu vực của cầu Phù Đổng bắc qua cái dòng sông Đuống đó thì được thông giai đoạn 1 năm 2002 đến giai đoạn 9, rồi từ cầu Phù Đổng 2 song song với cầu Phù Đổng 1 đó thì được khánh thành từ đến vào năm 2012. Như vậy thì cái đoạn đầu đó, đó là cái đoạn mà từ ở Hà Nội đi Bắc Giang, đó là cái đoạn mà nó khang trang. Còn cái đoạn từ Bắc Giang đi Lạng Sơn thì cái đường nó chỉ như thế này thôi, chứ không có rộng hơn cũng như không có giải phân cách. Thì dự kiến là họ mở rộng những cái đoạn nó còn chưa có khang trang đó thì cuối năm 2019 sẽ mở rộng khang trang hơn. Và dĩ nhiên cái tuyến đường này thì quý vị và các bạn cũng biết rằng là sẽ đi song song với tuyến đường sắt Bắc Nam, tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, bởi vì chúng ta có cửa khẩu Đồng Đăng, đó là cửa khẩu quốc tế và đường sắt với Trung Quốc. Đó một cửa khẩu lớn, cho nên là đó là nơi di chuyển tất cả những hàng hóa bằng đường sắt qua cửa khẩu Đồng Đăng này. Nên song song với đường quốc lộ 1A nơi Đức Phú Trần tôi đang đi đây thì chúng ta có cái tuyến đường sắt rất là khang trang để chủ yếu là vận chuyển về hàng hóa giao thương giữa Việt Nam ta và Trung Quốc bằng cái tuyến đường này. Và tuyến đường này thì trong 2019 vừa rồi, cuối năm 2018 như đầu năm 2019 vừa rồi thì cũng đã diễn ra một cái sự kiện khá là hấp dẫn, đó là khi mà hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Mỹ Triều, tức là nước Mỹ và Triều Tiên, thì ông Kim Jong Un đã đi từ ở Trung Quốc sang cửa khẩu ở Hữu Nghị này cũng như là Ải Nam Quan này, và đi thẳng về Hà Nội theo cái tuyến đường này. Kính thưa với quý vị và các bạn, thì tuyến đường này chúng ta sẽ đi từ Hà Nội lên tới Lạng Sơn. Thì cái đoạn từ Bắc Giang lên tới Lạng Sơn thì chúng ta sẽ đi ngang qua hai con sông lớn. Một là sẽ qua con sông Thương ngay khu vực của Chi Lăng, nơi mà có di tích Chi Lăng. Hai là chúng ta sẽ đến với Lạng Sơn thì lại có một con sông, đó là con sông Kỳ Cùng. Đó là một trong hai con sông chảy ngược ở tại đất nước Việt Nam ta. Tức là tất cả những con sông thì đều chảy từ núi ra biển, nhưng mà con sông Kỳ Cùng đây đó thì nó chảy từ ngược lại từ biển trở vô núi. Đó là một điều đặc biệt nên được gọi là con dòng sông chảy ngược. Trên tuyến đường từ Hà Nội đi tới Bắc Giang thì hai bên đường đó thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều khu công nghiệp, đặc biệt là ở Bắc Ninh, Bắc Giang.
và qua khu vực của khu công nghiệp rồi thì chúng ta sẽ thấy được đó là cái khu vực của đồng lúa, của cánh đồng lúa của đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên qua khu vực đó rồi thì từ Bắc Giang lên tới khu vực của gần Chi Lăng ở Lạng Sơn đây thì chúng ta sẽ thấy hai bên đường trồng rất là nhiều cây tràm lanh, tức là cây tràm đó, tràm bông vàng, và thứ hai đó là cây dầu gió hay gọi là cây bạch đàn, bởi vì khu vực đó là người ta trồng cây đó để người ta lấy gỗ, một là người ta làm giấy, hai là người ta làm cái ván ép. Giống như cái lộ trình mà chúng ta đi cái cung đường quốc lộ 70 khi mà từ ở Hà Nội chúng ta đi lên khu vực của Lào Cai, mà chúng ta đi đường bộ chúng ta đi ngang qua khu vực của Phú Thọ, Yên Bái đó, hoặc là từ ở chúng ta đi những cái tỉnh Đông Bắc ví dụ như là Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang v.v. thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái loại cây này được trồng ở trên hai bên núi của đường đi để người ta lấy gỗ. Chúng ta nhập được cái máy cưa gỗ theo cái khoanh vòng tròn của cây đó, và cái đó thì những người dân người ta mới phơi xong phải bán cái loại gỗ này sang Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc có một loại máy họ ép lại những cái tấm ván này trở thành ván ép, và Việt Nam ta phải nhập lại để tiêu thụ. Đó là một cái dịch vụ ở khu vực này, người ta trồng cây, người ta lấy gỗ để làm ván ép, và thứ hai người ta làm giấy, nhưng mà giấy thì ít thôi, chủ yếu là người ta lấy gỗ. Ngoài ra thì nguyên cái khu vực mà hiện tại nãy giờ Đức Trần tôi đang gửi đến chúng ta đây là chúng ta đã đến với khu vực của gần với huyện Chi Lăng, nơi mà có di tích Hải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan rất là nổi tiếng. Chính vì thế chúng ta thấy hai bên đó là núi trùng trùng đẹp biệt, và những ngọn núi đây đó là như răng cưa, nó nhọn sắc lên và trở thành một cái bức tường thành rất là vững chắc. Chính vì thế từ xa xưa thì Việt Nam chúng ta đã sử dụng cái thành lũy này để tạo thành một bức tường thành để che chắn cho thành Thăng Long, Thăng Long được tồn tại bền vững. Và hiện tại thì Đức Phố Trần tôi đã tới với khu vực của Chi Lăng rồi. Đây toàn thể quý vị và các bạn nhìn hai bên đường ở đây, đây là huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đây. Đây là khu vực đồng lĩnh huyện Chi Lăng, và Chi Lăng này thì nổi tiếng với trồng na. Nếu mà miền Nam thì người ta gọi là cao mãng cầu đó, mãng cầu ta đó thì rất là nổi tiếng đây. Thì ở miền Bắc đây người ta gọi là đài trái na, và dọc hai bên đường cũng như trên những sườn núi này thì người dân người ta trồng cây na là rất là nhiều. Đặc biệt là ở đây nổi tiếng với thương hiệu na Chi Lăng, thì rất là nổi tiếng của khu vực phía Bắc. Thưa với quý vị và tất cả các bạn, na ở đây người ta trồng thì rất là treo leo khúc khuỷu. Nếu những cái vùng thấp như thế này thì không nói, nhưng mà trên những sườn núi thì rất là khó khăn vất vả, cho nên là cái việc vận chuyển về phân bón cây giống vân vân và chăm sóc tưới tiêu trên những cái sườn núi này thì rất là vất vả cho người dân. Nhưng mà người dân người ta cũng có một cái cách để người ta làm những cái cây tời, tức là một cái máy rồng rọc để vận chuyển về phân bón cây giống và tưới tiêu lên cho cái khu vực ở trên, trở như vùng trên cao, và kể cả sau khi thu hoạch. Đây chúng ta thấy đây đó, thu hoạch thì cũng mang những cái sản phẩm, những cái trái cây đem xuống đây, cho nên đó là một cái cách của người dân rất là hay, của người nông dân. Người ta làm những cái rồng rọc, những cái máy quay đó để đưa vận chuyển phân và cây giống cũng như là thu hoạch xuống, và người miền Bắc người ta gọi cái tờ đó để đưa vào khu vực lên và xuống để người ta thu hoạch. Còn hiện tại thì Đức Phố Trần tôi đang qua cái khu vực này, đây là cái khu quan trọng nhất, đây gọi là Ải Chi Lăng, là khu vực này, khu vực Quỷ Môn Quan và Ải Chi Lăng. Do hôm nay Đức Phố Trần tôi đi khá là trễ cho nên là không có thời gian để dừng lại cái khu vực của Quỷ Môn Quan và Ải Chi Lăng, gửi đến toàn thể quý vị và các bạn những cái hình ảnh cũng như là những thông tin về cái nơi mà rất quan trọng này của đất nước Việt Nam chúng ta, một cái quan ải nổi tiếng. Tuy nhiên thì hy vọng rằng là cái chiều về Đức Phố Trần tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để
để gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì khu vực Ải Chi Lăng này nằm cách trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là khoảng 40 cây số. Và chúng ta đang nhìn đây, chúng ta nhìn thấy đây là một cái bức tường thành, những cái núi răng cưa đây rất là sắc nhọn, và nó được bao bọc như một thành lũy. Chính vì thế là hai bên là vách núi, nó chỉ có một cái khe số nhỏ để đi thôi, nên là ở đây tạm gọi là một cái quan ải vững chắc. Và những cái video trước đối với Tròn tôi đã có dịp phân tích chia sẻ với toàn thể quý vị các bạn về cái cách xâm lược của giặc phương Bắc từ xa xưa. Họ xâm lược Đại Việt chúng ta chủ yếu bằng hai con đường. Về đường thủy thì không có con đường nào khác hơn, đó là họ đi ngang qua cái khu vực của sông Bạch Đằng. Và bởi vì từ biển Trung Hoa họ sang Việt Nam ta, họ vào cái sông Bạch Đằng ở tại khu vực Hải Phòng và đến với kinh thành Thăng Long ta là gần nhất. Và sông Bạch Đằng thì chúng ta đã có nhiều cái trận thắng lớn rất là vang dội. Còn thí dụ như là năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng này, hay là năm 981 Lê Hoàn đánh tan quân Tống trên dòng sông Bạch Đằng này, và năm 1288 tướng Trần Hưng Đạo đã đánh tan quân Nguyên Mông trên dòng sông Bạch Đằng này. Cho nên là chúng ta đã thắng vang dội. Còn về đường bộ thì phải kể đến đây, bởi vì đề đường bộ thì chỉ có khu vực này ở ngay chỗ cái Lạng Sơn để đi đến với kinh thành Thăng Long chúng ta là gần nhất. Chính vì thế là giặc phương Bắc thời trước bắt buộc người ta phải đi ngang qua khu vực này, dù biết là khó khăn, dù biết là hiểm trở, nhưng mà đó là cái cách tốt nhất để họ tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long chúng ta rất là gần, và chiếm được cái khu vực của Lạng Sơn, cũng như là chiếm việc được cái khu vực Chi Lăng này, qua tóc được qua Chi Lăng này, kiểm soát được khu vực này, thì coi như là kiểm soát được toàn bộ cái một cửa ngõ quan trọng của kinh thành Thăng Long, của đồng bằng Bắc Bộ này. Chính vì thế là bắt buộc họ phải đi ngang qua con đường này. Và con đường này thì đến cái đoạn này, ngay khu vực của Ải Chi Lăng đây, thì đây là có người ta gọi là cái Quỷ Môn Quan và Ải Chi Lăng, đó là hai cái khu vực gắn liền với nhau, không thể tách rời được. Về cái từ Quỷ Môn Quan, chắc chắn là quý vị và các bạn đã từng nghe. Quỷ Môn Quan là một cái nơi mà tất cả những cái người chết, người ở khuất theo cái thuyết của nhà Phật, thì người ta nói rằng là khi con người ta mất thì chúng ta phải bắt buộc ai cũng phải đến khu vực đó để người ta sẽ kiểm tra, người ta sẽ suy xét rằng là có tội hay có công. Nếu mà trong cuộc sống của mình có tu nhân tích đức thì sẽ được lên thiên đàng, còn nếu không thì mình sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, tùy theo cái tội của mình đã gây ra ở lúc còn sống ở trần thế. Cho nên đây là một cái từ, một cái địa danh mà người ta đã đặt cho cái quan ải này, bởi vì nó là một cái nơi mà cửa ngõ chết. Nên vào thời Tấn, khoảng năm 1265 đến năm 1420, thì người ta đã có câu rằng là Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan thập nhân khứ nhất nhân hồi, tức là cái quan ải này rất là rùng rợn, 10 người đi thì chỉ có một người trở về thôi. Cho nên là đây là một quan ải rất là ghê gớm đối với giặc phương Bắc khi mà tràn qua đây. Và đến với cái thời của Lê Trung Hưng thì sứ thần Trung Quốc sang đây kẹt về cái tên Quỷ Môn Quan này, cho nên là họ đã không đặt là Quỷ Môn Quan nữa mà họ đổi thành là cái Quý Thiên Quan. Và đây là một cái phần không thể tách rời của cái Ải Chi Lăng, nơi mà đã có nhiều cái danh tướng, những cái vị trên đất nước Việt Nam ta nổi tiếng được nhắc đến khu vực này. Thí dụ như là chúng ta đã từng nghe đến Lê Hoàn, chúng ta đã từng nghe đến là Lý Thường Kiệt, chúng ta đã từng nghe đến Trần Quốc Tuấn, hay là chúng ta đã từng nghe đến Lê Lợi, và những cái người thủ lĩnh của vùng xứ Lạng này, thí dụ như là Phò Mã Thân Cảnh Phúc mà, hay là Thế Lộc, Hoàng Đại Huệ vân vân. Đó là những cái tên tuổi lừng lẫy khi mà nhắc đến cái khu vực của Quỷ Môn Quan và Ải Chi Lăng này. Thì chúng ta biết rằng là cái tại sao mà cái này nó hiểm trở đến vậy, bởi vì ở đây là một cái vùng rất là rộng lớn, hoành tráng,
về núi non hiểm trở như nãy chúng ta thấy, hai vách núi hai bên, và đặc biệt là đây có hệ thống sông nó dày đặc, con sông lớn nhất để tạo thành một cái hệ thống đầm lầy như một cái trận địa tha ma ở đây, đó là cái con sông Thương. Cho nên là nó tạo cho cái khu vực này vừa là núi non hiểm trở, vách núi treo leo hai bên, chỉ có một con đường độc đạo ở giữa đi để đi thôi, và ở bên dưới là có hệ thống đầm lầy bên dưới. Chính vì thế là giặc qua đây bắt buộc phải đi ngang con đường này, và chúng ta chỉ cần bắn tên, chúng ta chỉ cần lăn đá, chúng ta chỉ cần đào những cái hầm trong để mai phục bên dưới thì có thể tiêu được giặc. Chính vì thế là đây là một cái nơi mà đã chôn thay giặc rất là nhiều khi mà sang đây xâm lược. Và có những cái mốc ghi dấu là những cái trận thắng vang dội của Đại Việt chúng ta thời bấy giờ khi mà đánh với giặc phương Bắc sang xâm lược. Thí dụ như năm 1074, Thân Cảnh Phúc đã đánh tan quân Tống và là thứ hai ở tại khu vực này. Hay là năm 1285, thì khi mà quân Nguyên sang xâm lược thì tướng của nhà Nguyên đã bị nhà Trần đánh rất là tan tác khu vực này, và Nghệ Nhuận đã bị giết chết tại chỗ. Chính là tướng Trần Đạo đã dùng cái kế đào hố bẫy ngựa phục kích từ ở dưới hố, và dùng mã tấu chặt đứt ngựa để tách rời giữa ngựa với lại quân lính của giặc Nguyên ra. Cho nên là cả khu vực mà chi viện những lực lượng hùng hậu chi viện cho quân Nguyên này thì đã khiếp sợ và đã tháo chạy rút lui. Nổi tiếng nhất sau đó thì chúng ta đã tiêu diệt hết, nhưng mà thật ra thì trận mà nổi tiếng nhất mà khi nhắc về cái Quỷ Môn Quan cũng như Ải Chi Lăng này thì chắc chắn ai cũng biết đến với cái trận năm 1428. Đó là cái trận đã ghi dấu lịch sử tại đây, khi mà đạo quân chủ lực 10 vạn của nhà Minh do cái tướng Viễn Hầu An Viễn Hầu Liễu Thăng chỉ huy, và cái kéo sang đây để xâm lược, nhưng mà đã bị tướng Trần Lưu của nhà Trần chúng ta đã giở vờ thua, dụ Liễu Thăng vào trong cái sào huyệt cũng như là vào trong cái bẫy của mình, và từ đó thì đã chém chết Liễu Thăng, rơi đầu ở tại khu vực này. Cho nên là từ cái trận thắng đó, khi mà Liễu Thăng đã bị chúng ta chém đầu tại núi Mã Yên, tức là hình yên ngựa đó, thì làm cho quân giặc khiếp sợ, và nghe tới cái địa danh này, nghe tới khu vực này thì chúng ta lại nhớ tới cái trận thắng vang dội khi mà 10.000 quân hùng hậu, 10 vạn quân hùng hậu của Liễu Thăng đã bị thua trận, và Liễu Thăng đã bị chết ở tại khu vực này vào trong cái trận mùng 10 tháng 10 năm 1427 đó. Sau đó thì tất cả những cái quân lính của Liễu Thăng thì đã quy hàng và bị chúng ta bắt sống ở tại cái khu vực của Sương Giang. Đó là cái trận mà ghi dấu lịch sử nổi tiếng nhất của tại cái địa danh Quỷ Môn Quan cũng như là cái Ải Chi Lăng này. Hiện nay thì chúng ta đi ngang qua cái khu vực này thì như hồi nãy quý vị cũng như là tất cả các bạn cũng nhìn thấy là đi cái đường này là đường mở rộng mới sau này của quốc lộ 1A, cho nên chúng ta không đi phải đi chính vào cái đường gốc trước đây, tạm gọi là cái đường này đường quốc lộ 1A mới. Còn thật ra nó có đường quốc lộ 1A cũ, thì đường quốc lộ 1A cũ mới đi ngang qua cái khu vực chính, có cái tấm bia đá là Ải Chi Lăng. Mặc dù cái đường mới này cũng có ghi cái dấu tích Ải Chi Lăng đó, nhưng mà thật ra là nó không qua ngang chính gốc đó, nó nằm cách bên tay trái. Nếu theo màn hình này thì nó ngay chỗ khu vực Ải Chi Lăng hồi nãy thì rẽ bên tay trái khoảng mấy trăm mét nữa, gần cây số thì chúng ta mới đến với cái địa danh cũ đó và chính xác hơn. Thì cái khu di tích lịch sử Chi Lăng này thì nằm trong cái vùng của huyện Chi Lăng, bao gồm khoảng 52 cái điểm và kéo dài gần 20 cây số, phần lớn là trong hai cái xã Chi Lăng và Quang Lan, chủ yếu là liên quan đến trận năm 1427 mà giết chết Liễu Thăng đấy. Chính vì thế là đã được cái bộ
văn hóa thông tin và du lịch đã xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 1962. Và cái bia ta chiến thắng đây, cũng như là ở đây thì hiện tại bây giờ ở đây người ta có xây dựng cái nhà bia, cái tượng đài chiến thắng cũng như là cái bảo tàng vào năm 1982, kỷ niệm mà năm 555 năm ngày chiến thắng của cái Chi Lăng này. Cho nên là khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta phải chịu khó là đi, không phải đi cái đường chính này mà chúng ta đi cách đây khoảng gần cây số để vô cái đường cũ, lộ cũ thì chúng ta mới đến với cái bảo tàng cũng như là cái tượng đài chiến thắng của Chi Lăng nằm trong cái khu di tích Chi Lăng này. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta thấy trên màn hình thì trời đã sẩm tối rồi. Chính vì thế là như Đức Tròn tôi vừa chia sẻ đó, là chúng ta không có thời gian để dừng lại khu vực của di tích Ái Chi Lăng cũng như Quỷ Môn Quan cho quý vị cùng ngắm nhìn cái này rõ hơn. Hẹn lại nếu có thời gian thì Đức Tròn tôi sẽ ghé lại vào ngày về, thì chúng ta sẽ có được những hình ảnh cụ thể hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là cái Ái Chi Lăng là một cái ngọn núi đá, như Đức Phật Đoàn tôi có gửi hình ảnh và chia sẻ đó, được ở bởi hai cái dãy núi là Cây Kinh Hùng Vĩ ở phía Tây và dãy núi đất Thái Họa thấp hơn ở phía Đông. Bên trong nó là cái dòng sông Thương, tức là hai cái dãy núi Cây Kinh và dãy núi Thái Họa hai bên, và ở giữa nó là cái dòng sông Thương. Chính vì thế nó tạo thành một cái hào lũy rất là kiên cố và hùng vĩ. Hai bên hai vách núi và ở giữa là một cái khu vực đầm lầy. Cái Quỷ Môn Quan đó được tạo bởi hai cái đồi núi đối nhau. Cái bờ đông đó của sông Thương là hai cái dãy núi gọi là quỷ hai đầu, mặt đầu mặt quỷ đó, núi đầu mặt quỷ theo cái tiếng gọi của người địa phương. Và nó nhô ra cái dãy Cây Kinh ở bờ tây sông Thương. Núi mặt quỷ thì trên dãy núi Cây Kinh chiếu thẳng vào cái cửa quan, nên là có lẽ vì thế mà nó gọi bằng là cái Quỷ Môn Quan. Và từ cái Quỷ Môn Quan này thì có một cái núi đất hình thang kéo dài đến núi Phượng Hoàng. Sở dĩ nơi đây gọi là núi Phượng Hoàng bởi vì chúng ta nhìn giống như là một cái hai cái cánh chia cánh của cái cánh chim đại bàng đó dang ra, nên gọi là cái núi đại Phượng Hoàng. Và thuộc cái dãy núi Thái Họa, tạo nên một cái bức tường thành cho thành Thăng Long. Ngày xưa thì khu vực này là đầm lầy, là rừng rậm, nên hai bên đường đó thì cái sông Thương này là một cái lối đi duy nhất. Dọc theo sông Thương đoạn qua Quỷ Môn Quan thì tồn tại ba con đường. Cho nên là Đức Phật Trần tôi mới chia sẻ rằng là ở đây thì thật ra nó là ba con đường chính. Chính phía đông của sông Thương là đường Cái Quan, tức là từng in dấu của ngựa Liễu Thăng đó từ xa xưa. Sau này người Pháp tôn tạo và mở rộng thành đường giao thông huyết mạch chính của Hà Nội Lạng Sơn. Bờ tây đó của chân núi Cây Kinh là đường 1A cũ, được xây dựng từ năm 1960, nơi có bia để là chữ Ải Chi Lăng. Tại cái cửa Mỹ Quan Quan thì hiện nay chúng ta cho rằng đó là cái Ải Chi Lăng cổ đó. Và phía đông núi gọi là hai đầu đó, quỷ hai đầu đó là đường quốc lộ mới 1A bây giờ, tức là đường mà Đức Phật Trần tôi mới vừa đi ngang qua. Thì mới là khu có cái ở đây thì bây giờ đến đây thì như Đức Trần tôi nói là người ta có xây dựng cái bảo tàng cũng như cái tượng đài chiến thắng Chi Lăng. Và nếu có thời gian điều kiện thì Đức Trần tôi sẽ gửi đến chúng ta. Như vậy thì hai con đường cũ đi qua hai bên đường mới, đi qua hai bên và con đường mới thì đi ngang qua cái Quỷ Môn Quan. Ba con đường này cũng được xem là cửa ải hết, tức là tại vì do cái Ải Chi Lăng này nó nguyên cái khu vực rộng, nó dài khoảng 20 cây số trong cả cái khu vực đó, cho nên là khi đi đến đây thì chúng ta thấy cái khu vực toàn của huyện Chi Lăng và huyện Bàng Quan đó đều là cái khu vực gọi là Quỷ Môn Quan Ải Chi Lăng hết, cho nên nằm cả một cái khu vực như thế. Rất cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã cùng
lắng nghe, theo dõi và ủng hộ kênh video Đức Phú Trần tôi. Rất mong là có sự đóng góp chân tình để mỗi một ngày những cái video của tôi gửi tới nó được chất lượng hơn, nó thông tin nó được chính xác hơn. Dĩ nhiên thì không có thể chính xác được hoàn tất hết, cho nên là rất là mong sự đóng góp chân tình của toàn thể quý vị các bạn. Và mong là chúng ta cùng đăng ký, giới thiệu nhiều người đăng ký để Đức Phú Trần tôi ngày càng được duy trì kênh và có được những cái thông tin quý gửi đến toàn thể quý vị các bạn. Hẹn gặp lại ở chúng ta những video kế tiếp ở xứ Lạng nha. Hứa hẹn những cái hình ảnh ở xứ Lạng nó sẽ hay và thú vị hơn. Chúc chúng ta một buổi tối tốt lành, nhiều niềm vui. Tạm biệt, hẹn gặp lại.